Anh Duy Triết, anh Duy Triết ơi, em đói bụng quá. Chúng ta đi ăn cơm rồi quay lại làm tiếp có được không? Nè, em đừng có vô dụng quá. Bây giờ mấy giờ mà đã thăng đối? Nè, vẫn chưa tới 11 giờ rưỡi. Anh Duy Triết, sáng nay 7 giờ em ăn sáng rồi, tới bây giờ chưa ăn thêm gì. Đồ ăn sáng tiêu hóa xong rồi. Em đói bụng quá, em đói bụng quá, em đói bụng quá, em đói bụng. Được rồi, được rồi. Em nghĩ em đang ở nhà trẻ 1000 mấy bữa à? Ồn ào quá đi, anh đã không thể tập trung làm việc. Mau đứng dậy, đi ăn cơm thôi. Chung Vị Triết, không cần phải ra ngoài ăn cơm đâu, tôi đã chuẩn bị cho anh rồi. Cơm chiên thập cẩm vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng. Hơn nữa tôi chiên cơm bằng dầu ô liu đó nha. Đảm bảo vệ sinh và rất là ngon. Công chúa Bạch Tuyết à, cô lại làm cho anh Vị Triết cơm hộp tình yêu nữa sao? Làm cho anh ấy mà không làm cho tôi, cô thật là thiên vị nha. Làm gì có, tôi chiên nhiều lắm nè, đủ cho hai người ăn luôn đó. Phải rồi, canh của tôi để canh trên xe, tôi đi lấy nha. Nè nè nè, tôi đi với cô. Bởi vì canh rất nóng, tôi cầm giùm cô ha. Đi. Đi. Vị Triết. Ủa, Tư Giao Hiểu Định tại sao lại tới đây? Mời ngồi, mời ngồi. Bọn em đi ngang qua đây, cho nên sẵn tiện ghé vào thăm anh. Còn nữa, em muốn nói một tiếng cảm ơn anh. Em muốn nói cảm ơn anh à? Anh đâu có làm gì đâu. Món quà anh tặng cho gấu con nhận được rồi. Nó rất là thích, rất cảm động. Nhưng mà nó không dám gọi điện thoại cho anh, bởi vì nó sợ nghe thấy giọng nói của anh, nó sẽ chảy nước mắt. Cho nên kêu em tới đây cảm ơn anh. Em đừng có ghẹo anh nữa. Mình đã quên tặng quà sinh nhật cho gấu con. Mình đúng là người cha tệ hại. Xin lỗi nha. Gấu con, sinh nhật vui vẻ. Ba, cảm ơn ba. Ba làm cho con rất cảm động. Lúc đầu con không muốn gọi điện cho ba, nhưng mà con nghĩ con nên gọi điện cho ba, đích thân cảm ơn ba mới được. Gấu con à, con đừng có nói vậy. Ba có làm gì đâu. Trước đây chúng ta ở cạnh bên nhau một thời gian dài mà không có kỷ niệm nào vui hết. Ba cảm thấy có lỗi với con. Ba không cần xin lỗi con. Con hiểu tấm lòng của ba mà. Ba, cảm ơn ba đã tặng quà sinh nhật cho con. Đây là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà từ trước tới giờ con nhận được đó. Alo, gấu con. Đúng rồi, mẹ đi thăm ba con. Con thích quà lắm có phải không? Thích thì tốt rồi, nếu con vui mẹ cũng vui cùng với con. Công chúa Bạch Tuyết cũng biết nấu canh nữa hả? Ủa, chị Tư Giao, chị Hiếu Định. Cuối cùng thì mình đã chuẩn bị quà sinh nhật gì cho gấu con. Tại sao mình không nhớ gì hết vậy? Bye bye. Nè, Chung Vị Triết, anh cũng có lòng lắm đó. Gấu con nó thấy rất là vui. Nó còn nói khi nào nghỉ hè sẽ bay về Đài Loan thăm anh. Phương Tư Giao à, anh thật sự không biết sẽ tặng quà gì cho gấu con, bởi vì anh không có chuẩn bị quà cho nó. Thật ra anh không cần phải chuẩn bị, bởi vì có người rất có lòng đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi. Là cái này, tôi đã làm một cái chuyển phát nhanh qua bên anh tặng cho gấu con. Còn một cái tôi để lại cho anh coi đó. Anh coi đi. Để tôi lật nha. Đây nè. Thank you.
Tạ Bạch Tuyết à, cô làm cái này à? Ừ. Hôm đó sau khi chúng ta đi coi phim về, anh nói anh rất là hối hận chị không ở bên cạnh gấu con chăm sóc dạy dỗ cho nó, cho nên tôi mới đi tìm chị Tư Giao xin vẽ mấy tấm hình của gấu con, sau đó thì làm thành album đó. Món quà này với gấu con mà nói thật sự rất quan trọng. Tới bây giờ nó vẫn nghĩ rằng anh làm cái này. Anh có biết không, bởi vì những chuyện trước đây chúng ta làm mà khiến cho nó nghĩ rằng người cha như anh không thương nó. Nhưng mà bây giờ cuối cùng có thể dùng món quà sinh nhật này gỡ bỏ nút thắt ở trong lòng nó. Tạ Bạch Tuyết à, cảm ơn cô.